Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do bà Nguyễn Minh Thủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy dẫn đầu, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên phủ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến đồng thời bày tỏ sự tri ân biết ơn đối với những công hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đoàn đã trao tặng các phần quà và tiền mạc đến các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp.